my lord. We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tali. Ba phần phim của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn đó là một cuộc hành trình hủy nhẫn chúa của Frodo, cũng như cuộc chiến liên tiếp nổ ra giữa phe bóng tối của Chúa Tể Bóng Tối Sauron và phe chính nghĩa là những dân tộc tự do đang sinh sống tại mảnh đất của Trung Địa, hình thành một thời kỳ u ám cuối kỷ thứ ba. Các sự kiện đó được gọi là thời kỳ nhẫn chiến, trong phim mới chỉ diễn tả được 3-4 trận chiến ác liệt của sự kiện này. Vậy mọi người có thực sự hiểu thời kỳ nhẫn chiến là gì không? Nó còn những trận chiến ác liệt nào nữa khác? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Thời kỳ chiến nhẫn là các cuộc chiến được khởi xướng bởi Sauron khi mà hắn đã lẩn trốn suốt gần 3.000 năm sau sự kiện Isildur chém được nhẫn chúa của hắn, làm Sauron mất hết sức mạnh, hắn thua cuộc và buộc phải lẩn trốn, chờ thời cơ trả thù cũng như hoàn thành ý định thống trị Trung Địa một lần nữa. Sau sự kiện Hội đồng Trắng trục xuất Sauron ra khỏi pháo đài cổ Dun Guldur thì hắn đã chính thức lộ diện trở lại, quay trở về vương quốc bóng tối Mordor của hắn khi mà nơi đây đã được tái hoạt động lại bởi những Nazgûl. Quân đội đã tụ hợp đầy đủ, lương thực cũng đã gom đủ, Gondor thì ngày càng bị suy yếu. Sauron nhận ra rằng thời điểm hành động của mình đã tới. Lúc này, tiên tộc không còn quá hiện hữu như 3.000 năm trước, khi mà chỉ còn lại một vương quốc đất rừng. Tiên rừng thì không hẳn là quá mạnh. Tiên tộc Noldor thì chỉ còn lại Rivendell, một lãnh địa quá nhỏ. Lorien của nữ hoàng Galadriel thì lại không chủ chiến đánh nhau. Thứ mà Sauron còn thiếu lúc này chính là chiếc nhẫn chúa của hắn đã bị thất lạc. Nếu có được lại chiếc nhẫn chúa đó thì sẽ không còn một ai có thể là đối thủ của hắn. Sẽ không còn một Numenor thứ hai nào nữa có đủ sức để ngăn cản hắn thống trị Trung Địa. Đây có thể nói là thời gian cực kỳ hoàn hảo mà trước giờ hắn chưa có được. Nhưng điều ngoài dự tính của hắn đó là Hội đồng Trắng đã phát hiện ra hắn quay trở lại, buộc hắn phải lộ diện và thực hiện cuộc chiến nhẫn sớm hơn dự tính. Sauron muốn chuẩn bị chiến tranh nhanh hơn một bước để các dân tộc tự do đang có mặt tại Trung Địa không có thời gian để phản ứng với kế hoạch của hắn. Nên Sauron đã phát động cuộc chiến nhẫn sớm hơn dự tính. Khi mà không cần đến chiếc nhẫn chúa, tất nhiên hắn vẫn sai các lực lượng và các ma nhẫn đi tìm kiếm manh mối của chiếc nhẫn đó. Sự kiện chiến nhẫn, theo như lời của Pháp Sư Xám Gandalf thì nó đã bắt đầu nhen nhóm từ thời điểm mà Thorin Kiên Sồi gặp Bilbo Baggins tại xứ Sai. Khi mà tình trạng mọi thứ ở miền Bắc rất là tồi tệ, vương quốc dưới gầm núi và những con người mạnh mẽ của Thành Đeo đã không còn nữa. Để chống lại bất kỳ một thế lực nào của Sauron cử tới phương Bắc để giành lại Aemar, chỉ còn lại những người lùn ở dãy đồi sắt, đằng sau họ là sự hoang tàn của dòng Smaug. Nhưng các trận chiến được phát động bởi chính Sauron thì phải nửa thế kỷ sau mới được diễn ra. Đó vào ngày 20 tháng 6 của năm 3018, Sauron đã phát động hai cuộc chiến cùng một lúc. Một cuộc chiến nhỏ nhằm thẳng vào vương quốc đất rừng của Thanduin. Mục đích của Sauron là để bắt giữ lại Gollum. Không để Gollum tiết lộ nhiều thông tin về việc Sauron đang truy tìm chiếc nhẫn chúa và đã có được một số thông tin về chiếc nhẫn chúa khi mà Bilbo đang nắm giữ. Thời điểm này, Aragorn vừa bắt giữ được Gollum khi mà Gollum vừa thoát được ra khỏi sự giam giữ của Sauron. Aragorn đã giao lại cho Thorin trông giữ hộ theo yêu cầu của Gandalf. Lũ orc từ Dol Guldur đã phục kích nơi giam giữ Gollum rồi sát hại toàn bộ lính canh gác tại đó. Thorin đã phản ứng ngay lập tức, lãnh đạo một quân đội tiên rừng phản kháng thành công, ngăn chặn được cuộc tấn công gây rối của Sauron. Nhưng vì cuộc hỗn loạn đó mà Gollum đã trèo được lên cây và chạy thoát được ra khỏi vương quốc đất rừng. Cuộc tấn công đã trở thành sự kiện sớm nhất của chiến nhẫn. Song song với cuộc tấn công gây rối nhằm vào vương quốc đất rừng của Thanduin, thì Sauron cũng đã phái một lực lượng tấn công vào thành phố Orgiliath của Gondor. Đây cũng là lần đầu tiên mà Sauron phát động một cuộc chiến do đích thân mình ra lệnh tấn công vào kẻ thù mạnh nhất của mình, đó chính là vùng đất của Gondor. Pháo đài đổ nát này nằm một vị trí chiến lược khi mà đây là con đường duy nhất để có thể đưa một quân đội lớn vượt sông Arryn tiến sâu vào vương quốc Gondor. Nếu có được Orgiliath thì Sauron có thể tự do di chuyển quân đội chính của mình qua sông và tấn công vào kinh thành Beatrix của Gondor. Một lực lượng quân Orc bất ngờ tấn công vào Orgiliath với sự hỗ trợ của quân Esther và Harim dẫn đầu bởi Wicking tấn công thành phố. Khi này thì thành phố đang được bảo vệ bởi quân đội đồn trú của Gondor với sự chỉ huy của Boromir và Faramir. Nhưng lực lượng của Sauron quá áp đảo hàng phòng ngự của Gondor, buộc Boromir phải phá bỏ cây cầu cuối cùng trên sông Arryn khi họ rút lui. Tuy nhiên thì chỉ có Boromir, Faramir và hai người khác là thoát được ra khỏi cuộc chiến và bơi đến bờ phía tây.
Sau khi kênh cầu bị phá hủy, thì Sauron đã ngừng cuộc tấn công lại để điều các ma nhẫn đi tìm kiếm chiếc nhẫn chúa khi mà biết được nó đang ở Suicide của người Hobbit. Một cuộc đụng độ nhỏ xảy ra ở Warthorpe, thời điểm mà các ma nhẫn truy sát Frodo mà đã được đưa lên trên phim, cũng được tính là một sự kiện trong thời kỳ chiến nhẫn. Đây là lúc mà Frodo cùng nhóm Hobbit và Aragorn di chuyển từ xứ Sai đến Rivendell theo lời của pháp sư xám Gandalf, khi mà ông biết được thứ mà Frodo đang nắm giữ chính là chiếc nhẫn chúa mà Sauron đang tìm kiếm. Cả nhóm đã dừng lại tại Warthorpe để nghỉ chân khi mà màn đêm đã buông xuống. Lúc này thì Aragorn đã rời đi để thu thập thêm thông tin và các Nazgûl đã tìm được nơi mà Frodo đang nghỉ chân. Các Hobbit đều đã hoảng sợ khi chạm trán với họ, bất chấp lời cảnh báo của Gandalf là không được sử dụng chiếc nhẫn chúa, nhưng Frodo đã bắt buộc phải đeo nó để tìm lối thoát cho bản thân. Nhưng vua phù thủy đã cảm nhận được Frodo và dùng mũi dao Morgul đâm vào vai của Frodo. Có một chi tiết mà không được đưa lên trên phim, đó là Frodo cũng đã đâm vào chân của Wicking trong quá trình giao tranh này. Đúng lúc này thì Aragorn quay trở lại và đẩy ngược được các Nazgûl ra, nhanh chóng đưa Frodo tới Rivendell để trị thương. Vết thương đó đã ám ảnh Frodo trong nhiều năm sau. Tiếp đến là trận giao tranh trong năng mộ của Balin. Đây là trận chiến giữa đoàn hậu nhẫn với lại Orc tại Moria. Balin chính là thành viên đoàn đồng hành của Thorin trong The Hobbit. Vì sự ngăn cản của Saruman nên Gandalf đã quyết định mạo hiểm đi xuyên qua hầm mỏ Moria. Với sự nghịch ngợm không được khôn cho lắm ở Pippin, đã đánh động lũ Orc tại Moria biết là có kẻ đang đột nhập. Chúng đã nhanh chóng ùa tới căn phòng có năng mộ của Balin. Đã có một cuộc giao tranh xảy ra. Tuy rằng Frodo bị thương, nhưng nhờ vào chiếc áo mít theo mà Bilbo trao cho mà Frodo không bị làm sao hết. Rồi họ đã nhanh chóng rời khỏi năng mộ của Balin để chạy về phía cầu Khaanum. Tại đây, bọn họ đã bị bao vây bởi gần 1.000 con Orc, nhưng chúng lại đánh động đến một thứ khác còn đáng sợ hơn. Đó chính là một con Balrog từ thời đại của chúa tể bóng tối Morgoth. Đã hơn 6.000 năm, lần đầu tiên nó xuất hiện quay trở lại, một kẻ địch quá sức với tất cả mọi người. Tại đây, Gandalf đã liều mình đứng lại, ngăn cản con Balrog để cho đoàn hậu nhẫn tiếp tục di chuyển. Ông đã bị kéo xuống vực cùng với con Balrog đó. Tiếp đến là sự kiện một cuộc chiến solo giữa Gandalf và Balrog khi mà cả hai đều đã rơi xuống vực thẳm trong Moria. Đây có thể nói là cuộc chiến của hai vị thần. Gandalf đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để có thể hạ được một hung thần của Morgoth tại kỳ thứ nhất. Khi đã kết liễu được con quỷ lửa Balrog, đó cũng chính là lúc mà Gandalf rời xa thế gian. Nhưng vì ông là người làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao nhất trong năm vị pháp sư, luôn hết mình cho trung địa, chưa một lúc nào nghĩ tới lợi ích của bản thân. Chính vì thế mà ông đã được Thượng Đế hồi sinh trở lại cùng với sức mạnh vượt trội hơn hẳn Saruman, giúp ông hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng của mình tại trung địa. Tiếp đến là cuộc chiến tại Amenhem diễn ra vào ngày 26 tháng 2 năm 3019. Đây là cuộc giao tranh diễn ra giữa đoàn hậu nhẫn và lực lượng Uruhai khi mà đoàn hậu nhẫn vừa rời khỏi Lorien. 8 thành viên của đoàn hậu nhẫn đã phải đối đầu với 100 con Uruhai và 250 con Orc tại Moria. Khi mà Aragorn nghe thấy tiếng tù vào của Boromir thì Aragorn, Legolas và Gimli đã nhanh chóng phi tới ứng cứu. Nhưng đã quá muộn khi mà Boromir đang chiến đấu rất là anh dũng để chuộc lại lỗi lầm vì ham muốn có được chiếc nhẫn chúa trên người Frodo, và Boromir đã bị trúng một loạt các mũi tên rồi hy sinh. Điều đó làm cho Merry và Pippi nhanh chóng bị bắt lại, trong khi Frodo và Sam đã trốn được thoát và đi một con đường riêng tới Mordo. Aragorn nhận định rằng số phận của chiếc nhẫn không còn nằm trong tay họ nữa, vì vậy mà Aragorn cùng với Legolas và Gimli đã lên đường để giải cứu Merry và Pippi. Sau đó là hai trận chiến giữa lực lượng của Rohan và Isengard diễn ra tại Fall of Isengard. Đây là cuộc chiến mà Saruman phát động để chinh phạt Rohan càng sớm càng tốt. Tuy rằng Saruman đã thao túng được Đức Vua Theoden, nhưng Theoret và Elmi vẫn là hai thống chế quân đội quá mạnh, họ sẽ không dễ dàng nghe theo lời sai trái của Theoden. Saruman muốn tiêu diệt hai người này để đạt được mục đích sớm nhất có thể, nên đã tập hợp quân đội của mình tại Isengard. Biết được tin Saruman đang tập hợp rất nhiều quân, Theoret đã muốn đánh bại đội quân này trước khi nó được tập hợp đầy đủ. Theoret đã đưa 8 đại đội kỵ binh và 1 đại đội cung thủ đến đánh chặn quân của Saruman. Nhưng Saruman đã biết rõ và cho quân đội đợi sẵn Theoret tới. Sau cuộc đụng độ, Theoret muốn rút quân nhưng bọn chúng đã bám theo và tấn công nơi mà Theoret đang hạ trại. Saruman đã chia nhỏ quân đội và tấn công ngược từ hậu phương, khiến cho quân đội của Rohan nhanh chóng bị đánh bại và Theoret, thái tử của Rohan, đã hy sinh tại trận chiến này. Ngay sau đó là trận chiến thứ hai của Saruman nhằm vào những kỵ sĩ Rohan còn lại. Saruman đã cử một lực lượng nhỏ nhưng vẫn đông hơn các binh lính của Rohan. Quân đội Rohan buộc phải rút lui vào trong pháo đài với tổn thất nặng nề, nhưng quân đội của Saruman đã bao quanh được pháo đài nhưng vẫn không thể nào đột phá được tường chắn để tiến vào trong được.
Nhưng họ biết rằng không thể cầm cự được lâu nên đã cố gắng thoát ra ngoài. Họ đã gắn tất cả những con ngựa lại phi ra, tạo ra một khoảng trống để kỵ binh Rohan phi theo, rút lui nhanh nhất có thể. Vậy là Saruman đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên là tạo được ra một tuyến đường chọc thẳng vào Rohan để có thể dễ dàng mang quân đánh chiếm Rohan. Tiếp tục xong sự kiện nhận chiến, đó là trận phục kích của Rohirrim. Đây là một trận phục kích của các kỵ sĩ do Elmi chỉ huy với lại đám Uruhai và Orc của Modo khi đang bắt giữ Merry và Pippi. Nó diễn ra tại biên giới của khu rừng Fangorm khi mà các trinh sát của Elmi phát hiện ra một nhóm Orc khoảng 200 tên đang băng qua Rohan để hướng về Isengard. Các kỵ binh Elred đã nhanh chóng truy đuổi và họ sử dụng các mũi tên để bắn những tên ở gần, buộc bọn Orc phải chạy vất lưỡi thật nhanh khiến chúng nhanh chóng bị mệt mỏi. Trong đêm, lũ Orc đã dừng lại trên một gò đồi, nhưng các kỵ binh của Rohan đã bao vây khu vực này. Khi bọn Orc không chú ý, một vài kỵ binh đã bò lại gần, giết vài con Orc canh phòng. Rồi chúng nhanh chóng phát hiện được ra sự hiện diện của các kỵ binh Rohan, đã cố gắng chống trả bằng cách bắn tất cả các mũi tên mà chúng có. Một vài chiến binh của Rohan đã ngã xuống, nhưng đội hình thì vẫn được giữ nguyên. Rồi họ đã lao vào kết liễu tất cả những con Orc tại đó. Nhưng Elmi lại không hề hay biết là có Merry và Pippi tại đó. Hai hobbit đó đã nhanh chóng trốn vào trong rừng. Trong sự hỗn loạn đó, có 15 kỵ binh Elred của Elmi đã nằm lại tại đó. Ngay sau đó là cuộc chiến tại Helm's Deep. Đây là một trận đánh có quy mô lớn đầu tiên của thời kỳ chiến nhẫn, khi mà Gandalf áo trắng giải thoát cho vua Theo Đen khỏi sự kiểm soát của Saruman. Ông đã nhận ra rằng quân đội của mình đang bị phân tán khắp nơi và không thể dồn về ngay lập tức để có thể chống đỡ được cuộc tấn công tổng lực của Saruman. Theo Đen đã quyết định lui về Helm's Deep để phòng thủ với số quân là 3.000 binh lính chứ không phải là 300 như ở trên phim, và cũng chẳng có quân đội tiên tộc nào đến giúp cả. Tiên tộc duy nhất có mặt tại đó là Legolas. Họ đã phải đối mặt với 10.000 bộ binh Uruhai cùng với một lượng nhỏ quân Orc và quân đội của Dúnedain do Saruman thu thập về. Saruman đã biết tới điểm yếu của Helm's Deep và cho phá vỡ chỗ đó, buộc cho binh lính của Rohan phải rút lui vào trong hang động. Rồi sau đó, khi mà bị dồn vào đường cùng, Theo Đen và Aragorn đã dẫn một đoàn kỵ binh lao ra ngoài chiến đấu hiên ngang. Ngay lúc đó thì Gandalf cũng đã đến với một chỉ huy khác của Rohan, mà ứ phải là Elmi đâu. Elmi thực ra chiến đấu tại Helm's Deep ngay từ đầu rồi. Gandalf đã mang tới 1.000 bộ binh. Với uy lực của kỵ binh Rohan thì họ đã nhanh chóng đẩy ngược được quân đội Uruhai của Saruman ra khỏi trận địa. Các Dúnedain đã bỏ vũ khí đầu hàng, còn Uruhai thì trốn vào khu rừng lạ. Tại khu rừng đó, không ai còn thấy đám tàn binh đó nữa, khi mà những người cây của khu rừng Fangorm đã chôn vùi tất cả bọn chúng trong khu rừng. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith bound together in death. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group chúa nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của chúa nhẫn. Xin chào.